Chào mọi người nhé. Đây hôm nay mình giới thiệu cho mọi người mẫu giày mới nhất bên mình làm nhé. Đây. Mẫu này hiện tại đang là nặng 2 cân 2 này, bảo hành 2 tháng. Chính sách bảo hành ý thì mình đảm bảo hành như thế để đảm bảo cho hàng của mình giao đến tay các bạn là hàng chất lượng nhất có thể. Trong 2 tháng sử dụng đấy có bất kể lỗi gì do bên mình sản xuất ý, thì có thể một đổi một. Đó. Về chất lượng hàng ấy thì hôm nay mình sẽ cho các bạn kỹ này, phần đinh này. Thì cái đinh này sẽ mình bên mình làm bằng nhíp ô tô loại 1,5 phân nhé. Phần khung này đấy thì làm bán rộng và những cái phần cần gia cố lực thì mình sẽ làm gia cố lực hết rồi. Chịu tải thì mình đảm bảo khung này chịu tải người Việt Nam mình thoải mái nhé. Còn về phần dây dán này thì bên mình làm 2 lớp. Bên trong có 3 lớp vải, bên ngoài có 2 lớp dán nhé. Thì cái dây này ấy chỉ trừ vật sắc nhọn thì mình không dám đảm bảo, còn bình thường khách hàng sử dụng thì mình đảm bảo không bao giờ bị đứt được, mình đảm bảo thế. Phần dây này thì có một phần đệm để phần chỗ mặt bàn chân ấy, thì khi mình nhấc lên ấy thì chỗ này nó sẽ êm hơn. Dây này thì mình làm khá dài nhá để các bạn dán được nhiều vòng đảm bảo an toàn hơn. Làm ngắn hơn vẫn được nhưng mà mình muốn làm nó chắc chắn cho mọi người đi cảm thấy an toàn hơn. Còn về phần đệm trên, đây mình cho các bạn kỹ bên trong nhé. Đây, bên trong có một miếng nẹp nhựa trải rộng như này. Thì để cái đây là phần ống đồng bắp chân tiếp xúc vào này, thì nó khá là êm. Ở ngoài có một miếng nẹp sắt để gia cố lực nó này, đảm bảo đi không bao giờ bị ảnh hưởng nhé. Còn đây là về phần ngoài này, đây là phần đệm ngoài, các bạn nhìn mình đặt nhé. Đây. Đây là phần bông, loại bông tốt, mình đặt bông tốt nhé. Đây, nó làm khá dày. Thì bông này ấy, đảm bảo các bạn là sử dụng lâu nó không bị xẹp. Tất nhiên là lâu nó vẫn bị xẹp xuống một chút, nhưng mà nó sẽ không bị xẹp nhiều. Và sử dụng lâu dài nó vẫn bị êm, là nó vẫn được êm. Đây, giày của mình là làm dạng module hết nhé. Có nghĩa là nắp ghép tất cả mọi thứ để tháo được hết. Có mỗi phần khung và phần đinh là liền thôi. Còn tất cả tháo rời, có nghĩa là sau này nếu sử dụng quá lâu ấy, hỏng phần nào thì mình thay, hỏng đệm thì mình thay đệm, hỏng dây mình thay dây, chứ không phải là thay hết toàn bộ. Đây, đã nắp nhé. Đây, bạn nhìn nhé, những phần đường khâu này mình đặt người ta khâu rất là cẩn thận nhé, đảm bảo các bạn nó không bao giờ bị sút chỉ hay là như thế nào. Đây, khâu đường chéo, bắt chéo này. Đây. Đây, các bạn nhìn kỹ hơn nhé. Đây, đây là mẫu mới nhất. Phần khung này mình bán cho khách hàng thì đảm bảo về các bạn sử dụng được, tuyệt đối sử dụng được. Và nếu mà có bất kể kỹ thuật gì liên quan đến trèo cây các bạn không biết thì mình có hỗ trợ cho các bạn khi mua sản phẩm bên mình. Có nghĩa là hỗ trợ về kỹ thuật, các bạn không biết gì hỏi mình biết cái gì mình sẽ chia sẻ. Còn bây giờ đây là kênh YouTube mới thì mình sẽ mỗi ngày sẽ ra ít nhất là một video để cho mọi người chia sẻ kinh nghiệm và sản phẩm bên mình sản xuất làm, để cho mọi người nếu mà có nhu cầu gì thì liên hệ trực tiếp hoặc kết bạn Zalo để xem mẫu mã sản phẩm trên nữa. Cảm ơn mọi người đã quan tâm nhé, nhớ đăng ký kênh giúp mình. Chào mọi người nhé.